ba cái la mỏng không à. Đem đây Lạc ơi. Lạc ơi. Đây. Này chắc thiếu xiềng quá anh hổ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Quay chị Lan vô luôn đây. Đưa lên rồi. Để ông gia chánh được rồi. Biết nhiêu tiền. Đây hết nhiêu tiền bông. Tính hết chơi 4 lần rồi luôn, vừa đồ bông với vừa chạy sắt luôn chắc khoảng 3 triệu rưỡi rồi đó. Khoảng thôi nha chứ chắc khoảng đó trở hơn chứ không không dưới. 5 vàng không mà. Dạ 5 vàng. Ta chị gửi bán nhiêu là trời. Không, mấy cái này là khoảng hơn không á, không cái nào dưới trên xíu. Tại vì cắm này toàn là ba cái bông mắc tiền không à. Còn cái bông rẻ tiền thì nó khác. Hãy subscribe.
em rồi, rồi về rồi. Má kêu đi lấy thêm 4 bó nữa, một phút cũng mới đủ. Ủa rồi em ơi, đi bằng gì? Dạ. Cái vàng này nè. Chút nữa nó chở xe xuống từ từ, chúng ta chở xuống từng cái. Bây giờ cũng quên điện cho mấy em đây không? Cái kính 16 mình nè. Kính 16 hả? Ừ. Bà có đứa con một đó. Con chứ Hằng.
nào cũng có được ra chứ. Rồi đó, đem cái giấy qua chưa? Rồi. Quá chạy nữa. Khởi cho gác này ăn thuốc cho vô nữa. Ừ. Không
bây giờ nó nói em điện điện chứ em còn chụp bên đây á, đặng mà kẻ đất đi trước thôi. Nói em cũng kêu lãnh á, tại vì em điện gì đó. Người sao nói chuyện với nhau cũng không ra nữa. Dạ nè. Cắt cái này lại, lấy cái ấy ra cắm rồi bỏ rồi. Ừ, không, cái này nè, mày nhấn nhỏ thì con xài được nữa. Thôi, ra sao đó, mày sẽ kéo qua. Mấy cái bình bông lớn, nghe bình bông mẹ cắm qua. Khen nó không ai khen chứ. Thank you.
Ai rảnh đâu kêu con. Ai ơi bậy, cái đó là do 10 giờ á. Hả? Ừ. 10 giờ của bà Chính Nhĩ đem qua chồng biết bao nhiêu lần chết hoài luôn. Ngộ với nó không khóc bé. Phát triển nó lên. Có mà sao có bụi một mà sao một lùm nó. Nó bắt đầu bà chăm trà ra ngồi uống hết đi bà trà đó bà. Bà nói ở dùng trà con đừng có gì đọc hơi ra ngoài quán người ta cười chết. Trời Phật ơi. Đời nào con ra quán còn ngồi không. Bà nói ở dùng trà vậy chứ. Mà vô nói chuyện với quán lúc kia mai này vô nè. Bà nói con nói trước nè con mất con nhỏ 4 năm chiều con vô chứ ăn thôi. Chứ để lựa ăn con sao tư hâm mà con ghét chứ mà hâm nó bực bội. À ăn cho hết cái rồi đúng rồi đó. Đang lưng rồi đó. Kia lấy con hoài vậy. Sao con gom cái nó vô đây đi. Bọc xuống nè. Nè. Người ta chọn gì ta chọn, người đứng kế bên hoa coi ta chọn người, chọn hoa thì kỳ tùy. Ta thích cái nào ta chọn cái đó. Người mà người chủ đi, người này đâu có cần hết, người chủ hết. Trời ơi, em chọn người đưa lên đây chứ đâu phải ai cũng đưa đâu chị. Thì thôi em đưa vợ nhà đưa lên đi. Đưa ở đây có chị Mỹ. Thôi thôi được. Cái bông này bông gì bông ly. Nó chưa nở hả? Chưa. Rồi. Cái đá này ra đi. Đi. Cái đá này cái đá này. À. Cái này rồi. Trời ơi. Nãy lấy đưa cho mẹ này. Em không biết. Giá có chỉ chữa, em cắm dày đó. Tùy theo bông người ta đặt mình. Giá như ra ngoài mà nó cắm mưa lắm. Không cắm dày đâu. Nó cắm mưa lắm. Ừ, chứ mình cắm dày. Mình cắm dày là tùy theo đặt cái giá tiền. Ông Ly nó mắc tiền lắm ha. Ông Ly với ông Lan là mắc nhất rồi. Rồi quay xe đi đi rồi cắm cây. Cắm cây sau lưng rồi rồi cái nào cũng được á. Cái nào mình cũng thấy cũng đẹp không mà rồi. Mình xuống dưới coi anh Dũng anh lấy cái nào thì mình chỉ cắm cây sẵn thôi. Chuyện ấy cắm cây sẵn thôi rồi xuống dưới coi anh Dũng anh muốn làm cho anh Tèo với ai đó cái nào thì anh cứ gắn vô. Thăm cắm cây thôi còn gì dưới dán tên riêng tại vì nếu mà mình chạy dưới nó sẽ gió nó quạt. Thầy chị có thầy mắt. Thầy mắt sao hoài.
Rồi cái nẹp ve này ổng sao đây? Ổng là hết rồi đó, không còn ai hết trơn á. Ờ, chị ổng mất nữa rồi hết trơn. Nghe chị ổng sao? Ổng nữa cái nó xong á. Nghe chân 16. Hồi nãy ổng nói sao phải không? Bây giờ chùa bên đời chùa cái ông chị chùa nói tao thấy lù bù quá, mày mốt mày quấn chiếu được mấy mẹ tao một xuống sông. Thầy nói dễ quá. Nói trả lời với ổng gì? Thầy nói dễ quá. Ổng có ra đây không? Thầy có ra đây không? Có, ông chạy qua con uống trà với con vậy đó. Ờ, nó đã. Thầy dễ quá, quấn chiếu dụng xong rồi. Có một lần ông trước kia còn tu đó, ổng mua đôi giày, ổng hỏi đôi giày này muốn tu thì mình không mang giày. Có chi giờ cũng còn nữa, ở Sài Gòn á. Lâu dữ rồi. Ờ, giờ lâu lắm mà không có gì. Kìa bà, chát kìa kìa. Thôi, cái đó cắt cái bình luôn rồi. Không, tại gì ổng? Anh lo nó dựng cái đá đi, sao chạy bên đây được? Bên, tạm nếu mà anh ông lo như đá đi. Hai là hai cá sẽ dễ hơn chạy bên tay. Hai bên, người ở ngoài sau thì... Mày nó quen thôi, ngồi đây nè, rồi để lên gấp vé bên đây, để vé bên đây được không? Để cho ông qua kìa con. Xe này đi, lạc vô bác, vô bác. Con vô cho ông qua kìa. Vô lẹ. Để mới chạy qua được. Để vé này xong đi con. Chở đi cho mình. Cái ổng có đi đâu? Mua bông trái cây rồi chở đi trước.